Đã chưa? À, rồi mời các bạn chúng ta xem video. Khi mà chúng ta đang chuẩn bị cái bài ở nhà rồi thì chắc chắn là chúng ta lên trường đúng không? Khi mà chúng ta lên trường thì chúng ta học sau đây. Nhớ là những học trò xuất sắc của thầy, các bạn ấy đều rất là thành thạo việc này. Đó là lên trường thì phải hỏi khi chưa hiểu. Rất là nhiều bạn khi mình đi học mình không có hiểu. Thầy có hỏi hiểu bài chưa? Rõ ràng mình chưa có hiểu. Mình cứ ngồi yên này, không dám hỏi. Tại vì sao? Bởi vì khi mình hỏi mình sợ quê, mình sợ xấu hổ. Hoặc là có những người bạn khi mà mình vừa hỏi một cái thầy cô cười mình, thầy cô cái này cũng hỏi nữa. Tự nhiên các bạn trong lớp cười khúc khích và thế là bạn ấy không còn muốn hỏi nữa. À, rất là nhiều thầy cô đã vô tình, nhiều bạn học đã vô tình làm cho bạn bè của mình không dám hỏi. Nhưng mà đó là quá khứ rồi. Bắt đầu từ bây giờ, các bạn phải học được một thói quen trở thành người xuất chúng. Đó là cái gì mình không hiểu là mình cứ đưa tay và thưa thầy cho em hỏi. À, thầy giảng xong rồi, thầy nói hiểu chưa? Mà mình chưa hiểu thì mình vẫn cứ nói. Dạ, em xin lỗi thầy, là thực sự em cũng chưa có hiểu ra cái ý này. Xin thầy giảng lại cho em thêm một lần nữa cái ý chỗ đó. À, tức là mình phải xin được giảng lại bài. Đó, còn nếu giả như mà hết giờ rồi, thì mình không thể hỏi được thầy cô nữa rồi. Thì mình phải đi hỏi bạn bè trong lớp của mình. Tức là mỗi ngày học của mình đừng có để cho nó bị tồn động những cái thứ không hiểu. Sở dĩ người ta học mà người ta cảm thấy mệt mỏi, người ta cảm thấy chán, người ta cảm thấy khó, là bởi vì mỗi ngày người ta cứ không hiểu một tí, một tí, một tí, nó cộng vô, cộng vô, cộng vô, và đến chừng người ta gọi là mất căn bản. Mất căn bản tức là tình trạng không hiểu nhưng mà là không dám hỏi. Hoặc là hỏi thầy cô chưa có được nhưng mà lại không chịu ra ngoài hỏi bạn bè. Kiểu gì trong lớp cũng có những bạn đã hiểu ai rồi, nhưng mà mình chưa có hiểu thì mình phải hỏi bạn bè của mình, được không? Nên nhớ người xuất chúng là hỏi khi chưa hiểu. Đó. Rồi cái thứ hai ở trên cái trường học đó là mình phải đưa tay phát biểu. Khi thầy có hỏi một vấn đề gì đó thì mình phải đưa tay mình phát biểu. Cái việc mà đưa tay nó rất là quan trọng. Bởi vì có rất nhiều thứ mình tưởng là mình hiểu, nhưng mà đến khi mình đưa tay mình mới phát hiện ra là mình chưa có hiểu cho lắm. Cái thứ hai nữa của việc đưa tay đó là khi mình mà dám đưa tay là nó tập cho mình có một cái sự mạnh dạn tự tin. Cái người thành công sung sướng sau này là người phải rất là tự tin vào bản thân mình. Vì vậy nếu các bạn muốn trở thành những người xuất chúng giống như học trò của thầy, các bạn nhất định phải học cách đưa tay nha. Nếu mà mình đứng dậy mình trả lời mà nó không trúng thì cười thôi chứ làm gì ghê à, đúng không? Trong cuộc đời đi học của thầy cũng rất là nhiều lần thầy đưa tay phát biểu và nói trực lớp. À thì đâu có sao đâu, mình ngồi xuống thôi. À để mình nghe người khác nói đúng để mình học thôi. À. Và điều đặc biệt đó là phải giảng lại bài cho bạn của mình. Nếu mà mình đã hiểu bài rồi, có rất là nhiều người sau khi hiểu được bài rồi thì không có giảng bài cho người khác. Mình giữ khư khư cho riêng mình với cái ý định là để cho mình giỏi người khác. Đó không phải là cách nghĩ của người xuất chúng. Tất cả những học trò online again của thầy, thầy đều dạy rất là giống nhau. Đó là khi các con đã hiểu bài rồi thì chúng ta cần phải đi tìm những bạn trong lớp và chúng ta hỏi là thầy hồi nãy hiểu bài chưa? À, ông đã hiểu cái đó chưa? Bà đã hiểu cái đó chưa? Bạn đã hiểu cái đó chưa? Tức là nếu mà họ nói chưa thì coi như mình giảng lại cho người ta hiểu. Còn nếu họ nói hiểu rồi thì thôi mình đi qua người khác mình hỏi. Tức là mình sẽ hỏi thăm bạn bè của mình. Và khi mà mình giảng bài cho bạn bè của mình thì cái kiến thức đó nó cứ liên tục được lặp lại trong não của mình. Và mình giảng càng nhiều thì mình càng giỏi. Thầy nói cho biết, nếu mà mình giảng bài cho người khác càng nhiều thì mình càng trở thành một người giỏi giang. Và mình không cần về nhà, không cần học bài nữa. Và mình cứ giảng luôn giảng tới. Nếu là giả như trong khi mình giảng bài cho nó mà mình quên công thức, đấy, chờ đầu tí, mình lật cái cuốn tập ra. À, nó nói mày chưa nhớ hả? Nó chưa là chưa nhớ, mới học sao tao nhớ được. Nếu mà mình lôi ra, mình giảng lại. Đấy, ngay khi mình giảng bài cho bạn, chính là mình đang ôn kiến thức. Vậy là mình giảng bài cho bạn, bạn rất là biết ơn mình, nhưng mình cũng vô cùng biết ơn bạn, bởi vì bạn đã giúp cho mình ôn lại bài, về nhà khỏi được học nhiều, đúng không? Và khi mà bạn giảng bài cho người khác thì có một cái rất là lợi ích, đó là bạn sở hữu được cái năng lực đào tạo. Tất cả những cái người mà sau này muốn giàu có nhiều tiền đó, thì mình phải rất là giỏi cái năng lực dạy việc cho người khác. Chứ nếu mà mình làm một mình một ngày mình đi làm có 8 tiếng làm mệt cũng chết, cũng chỉ tạo ra được một kết quả nhỏ xíu thôi. Nhưng nếu mà mình dạy cho nhiều người cùng làm với mình thì mỗi người la với mình thì mình sẽ tạo ra được kết quả lớn hơn. Vì vậy những người nào mà sau này muốn sung sướng đầy đủ về tiền bạc giàu có thì nhớ phải học cái năng lực dạy cho người khác nha. Cái năng lực này hoàn toàn có thể luyện tập được. Thầy ngày xưa là không có biết dạy đâu nha, nhưng mà do là thầy luyện tập biết rồi thầy làm được á, chứ không phải thầy là người sinh ra tự nhiên biết dạy đâu. À, vì vậy các bạn nhớ luyện tập dạy cho người khác cái mà mình biết cách làm nhé. Cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.
Rồi, các bạn chúng ta vừa xem ba việc nên làm khi ở trường. Vậy thì các bạn thấy là ba việc nên làm ở trường, các bạn chúng ta làm được những việc gì rồi? Nào các bạn ơi, các bạn làm được những việc gì rồi nào? Chúng ta hãy đánh vào ô chat nào. Các bạn chúng ta làm được việc gì rồi nào? Ai có thể cho cô biết việc đầu tiên nào? Việc đầu tiên là gì nào các bạn? Việc đầu tiên khi ở trường là chúng ta làm gì? Các bạn đánh vào ô chat giùm cô gái. Đánh vào ô chat giùm cô gái. Nào, các bạn hãy đánh vào ô chat giùm cô xem việc đầu tiên. Đúng rồi, hỏi khi chưa hiểu. Rồi, rất là tuyệt vời. Đầu tiên ở trường đó là hỏi khi chưa hiểu. Tại vì chúng ta lên trường thì chúng ta nghe giảng mà, các thầy cô giảng bài cho mình mà. Và nếu như mà lên trên lớp mà mình nghe giảng mà mình chưa hiểu thì mình phải hỏi các bạn nha. Người ta có câu là muốn biết phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Đó, nếu mà mình chưa biết thì mình phải hỏi. Đó, mình phải hỏi thầy cô. Nếu như mà thầy cô mà lúc đấy hết giờ rồi mà không hỏi được thầy cô thì mình hỏi bạn của mình ha. Mình hỏi bạn, bởi vì trong lớp chắc chắn là sẽ có bạn sẽ hiểu bài, cho nên mình sẽ hỏi thầy cô hoặc hỏi bạn các bạn nha. Đó là việc đầu tiên. Đúng rồi, hỏi khi chưa hiểu. Thế thì cô hỏi các bạn là trong phòng room của mình nè, là các bạn chúng ta có thường hay hỏi không? Các bạn có dám hỏi thầy cô không? Tại vì cô thấy hình như là các bạn là nhiều khi cũng rụt rè hay là sợ, không dám hỏi, đúng không? Không dám. Không ạ, bạn Hiếu không? Rồi, có bạn nào mà thường hay hỏi thầy cô không? Có, rồi, có các bạn ạ, nên hỏi nha. Thực ra thì là vì chúng ta cứ sợ như thế thôi. Chứ còn các thầy cô mà nếu mà các bạn hỏi, các thầy cô sẵn sàng trả lời cho các bạn ý. Cho nên là sau cái buổi học ngày hôm nay rồi, các bạn chúng ta hãy mạnh dạn lên nha. Nếu như mà lúc chỗ nào mình không hiểu, mình nên giơ tay lên để mình hỏi các bạn nhé. Bởi vì là nếu như mà cái kiến thức đó mà mình không chưa hiểu ấy, mà mình không hỏi, thì tự nhiên là cái kiến thức đó làm cho mình là mình bị không hiểu kiến thức đó. Mỗi ngày nó dồn một ít. Ngày hôm nay mình không hiểu một ít nè, ngày mai mình không hiểu một ít. Thế thì cuối cùng là tự nhiên nhiều ngày nó dồn lại, làm cho mình bị mất kiến thức, hỏng kiến thức. Mình không học được các cái kiến thức tiếp theo. Đó, thế thì mình học quay trở lại nó mất rất nhiều thời gian. Cho nên thay vì chúng ta không dám hỏi để hỏng kiến thức, thì hàng ngày khi nào chúng ta không hiểu thì hỏi ngay lập tức để mình hiểu. Và mình hiểu rồi thì mình có thể là có thể là những bài sau mình mới có thể học tốt hơn được các bạn nha. Rồi, lớp em ít phát biểu. Bạn Phạm Quỳnh Thi. Lớp em ít phát biểu hay là em ít phát biểu? Các bạn biết không? Cô biết tại sao các bạn ít phát biểu rồi. Tại vì cô cũng là cô giáo, cô cũng đang thì cô đang thì đứng lớp dạy học, cô biết các bạn tại sao không phát biểu. Có những hai lý do các bạn nhá, hai lý do các bạn không phát biểu. Lý do thứ nhất ấy là các bạn chúng ta là không có chuẩn bị bài ở nhà nên là không biết câu trả lời. Có đúng không? Cô nói đúng không? Là các bạn có nghĩa là các bạn thường là chỉ có học bài cũ để trả bài thôi chứ không chuẩn bị bài trước, giống như 6 bước chuẩn bị bài nãy ấy. Là nếu như bạn nào có xem bài trước này, có trả lời câu hỏi trước này, thì ngày hôm sau lên lớp chắc chắn là sẽ hiểu bài, biết được kiến thức rồi sẽ giơ tay phát biểu. Phần lớn là trên lớp các bạn chúng ta không có giơ tay phát biểu mấy. Các bạn cô nói đúng không? Ở trên lớp của mình mà học một tiết học, cô thấy là thường có khoảng là cỡ vài bạn thôi là hay giơ tay phát biểu thôi, đúng không? Còn lại thì các bạn ít phát biểu thì có hai lý do. Lý do thứ nhất là các bạn vì chúng ta chưa có chuẩn bị bài nên là bản thân mình không tự tin về kiến thức nên mình không dám giơ tay phát biểu. Thứ hai là có những bạn có biết nha, hiểu nhưng mà các bạn nhút nhát, có biết kiến thức đó nhưng các bạn nhút nhát, các bạn sợ đó, nên các bạn không giơ tay phát biểu đó. Lớp em hơi nhút nhát, đúng rồi, có nhiều bạn nhút nhát, nhưng mà các bạn ơi đừng có nhút nhát. Mình nếu mà mình biết thì mình cứ mạnh dạn mình giơ tay lên. Tại vì khi mình giơ tay lên phát biểu ấy, là cái việc thứ hai nha, khi mình giơ tay phát biểu ấy sẽ giúp cho mình rèn cái sự dũng cảm này, rèn cái sự tự tin. Và mình mới biết được rằng là mình là cái suy nghĩ, cái kiến thức của mình là đúng hay sai. Và khi mà mình đã phát biểu rồi ấy, thì nó sẽ giúp cho mình nhớ kiến thức đó hơn nếu nó đúng. Còn nếu sai thì đã có thầy, có cô hoặc có các bạn góp ý cho mình. Thì tự nhiên lúc đó mình sẽ cảm thấy là mình chú ý vào cái kiến thức đó hơn và mình sẽ nhớ cái kiến thức đó hơn. Các bạn nhé. Cho nên là các bạn mạnh dạn lên các bạn nha. Đừng có nhút nhát nha. Bởi vì là các bạn biết không,
dù đúng hay sai, khi mà các bạn chúng ta phát biểu các thầy cô đều rất là thích ha, đều rất là mong muốn các bạn phát biểu. Bản thân cô là như thế, khi mà cô lên lớp cô ra câu hỏi mà các bạn ấy phát biểu ấy đúng hoặc sai cô đều rất là vui. À, bởi vì là cô không cần biết các bạn trả lời đúng hay sai, đúng thì càng tốt, còn sai ấy thì là các bạn đã giơ tay phát biểu mà các bạn phát biểu được rồi thì đó là cái sự là dũng cảm tự tin rồi, cho nên cô cảm thấy rất là vui. À, cho nên là cô nghĩ là các thầy cô giáo thì cũng vậy thôi, cho nên các bạn hãy mạnh dạn lên nha, mạnh dạn lên, tự tin lên để mình giơ tay phát biểu nha. Rồi. À, cái việc thứ ba là gì nhỉ? À, các bạn hãy comment cho cô nào, cái việc thứ ba nên làm ở trường là gì? Có ai còn nhớ không? Là gì nhỉ? Thứ nhất là hỏi khi chưa hiểu, thứ hai là giơ tay phát biểu, rồi thứ ba là gì nhỉ? À, cô thấy Nguyễn Hoàng để là giảng bài cho bạn. Rồi. À, giảng bài cho bạn, đúng rồi, giảng bài cho bạn. Cô hỏi các bạn nè, là chúng mình ở trên lớp thì các bạn có thường hay giảng bài cho bạn hay giúp đỡ bạn không? Chỉ bài cho bạn đấy. Nếu mà bạn nào có thì đánh cho cô số 1, còn bạn nào không thì đánh cho cô số 0 nhá. À, số 0 không nhiều quá. À, Đỗ Bảo Ngọc số 1, số 0 số 1. À, rồi phần lớn là 0 thôi. À, lý do không là sao? Là do các bạn chúng ta chưa hiểu bài nên mình không giảng hay là sao nhỉ? À, số 0 là nhiều đúng không? Thực ra thì các bạn là biết sao không? À, thì cô cũng hiểu lý do là lớp em đã hiểu hết rồi, Hoàng Hữu Quân. À, lớp em hiểu hết rồi. Thực ra thì các bạn biết không? À, không phải là hiểu hết đâu, cũng có người hiểu và người không đấy nha. À, thì dĩ nhiên là trong quá trình học thì mình cũng sẽ biết là bạn nào hiểu, bạn nào không. Nếu giả sử như mà mình biết bạn nào không ấy, bạn nào mà người ta chưa hiểu lắm ấy, thì mình có thể hỏi bạn ấy. À, rồi mình có thể là chia sẻ với bạn ấy, giúp đỡ với bạn ấy. Bởi vì cái việc mà mình giảng bài cho bạn ấy, à, sẽ giúp cho mình ấy là sẽ nhớ kiến thức, giống như mình lặp lại thêm một lần nữa, giúp cho mình tự tin hơn. À, à, bạn Đỗ Bảo Ngọc là do các bạn không nghe cô giảng. À, các bạn ấy không nghe rồi lại cứ bắt con phải giảng lại. À, Bảo Ngọc ơi, con mà được các bạn yêu cầu con giảng lại thì đó là một điều tuyệt vời đấy. Và khi con giảng bài cho bạn ấy sẽ giúp cho con thuộc bài ngay tại lớp nha, và giúp cho con tự tin hơn. À, giúp cho con, mặc dù là đôi khi nó cũng hơi phiền phức ấy, đôi khi cảm thấy mệt đúng không, nhưng mà cái việc mà mình giảng bài cho bạn nó tuyệt vời lắm, cho nên mình hãy tích cực lên nha, và đó là một cái việc làm tốt. À, việc làm tốt các bạn nha. À, mình giảng bài cho bạn là mình giỏi hơn và giúp bạn tiến bộ hơn các bạn nha. Đó. À, cho nên là có những bạn thì là cũng rất là hay giảng bài cho bạn, nhưng có bạn thì chưa, nhưng mà mình nên học cái cách là giảng bài cho bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Bây giờ thì cô sẽ chia sẻ cái nội dung tóm tắt của ba việc nên làm ở trường. Cô mời một bạn nhắc lại dùng cô nha. Đây, ba việc cần làm khi ở trường. Đây các bạn ạ, nha. Đây là ngôi trường này, vì nó là cái chủ đề ở trường, cho nên cô lấy cái hình trung tâm ấy. Hình trung tâm là cái ngôi trường các bạn nha. Đó, thì cái ngôi trường này, thì khi đến trường thì đầu tiên mình phải làm gì, thứ hai mình phải làm gì, thứ ba mình làm gì. Bây giờ cô mời một bạn hãy nhìn vào cái tấm bằng cái mind map của cô, có thể trình bày lại ba việc nên làm ở trường không nhỉ? À, cô thấy bạn An Nguyễn giơ tay này, anh Tuấn giơ tay này, còn một bạn nữa, 5 người giơ tay luôn. À, Thùy Hương nè, rồi Hữu Quân nè, rồi rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ cô sẽ mời một bạn nha. Cô mời anh Tuấn đi. Cô mời anh Tuấn nha. Cô mời anh Tuấn mở mic. Dạ, thưa cô, em xin trình bày là ba việc nên làm ở trường. Là hỏi thầy cô, hỏi bạn khi mà mình chưa có hiểu bài. Và khi mình đã hiểu bài thì mình sẽ rất là vui, tự tin và thích thú. Đúng rồi. Hai là phát biểu, là để chúng ta biết đúng sai và rèn cái sự tự tin mạnh dạn. Và cuối cùng là giảng bài cho bạn thì sẽ được cái kỹ năng đào tạo, kỹ năng đào tạo và
mình có thể ôn bài lại và học thuộc bài ở trường và được bạn bè yêu mến. Rồi đó, rất là tuyệt vời. Thế là anh Tuấn đã nhìn vào cái tóm tắt bằng mai mép của cô về cái chủ đề là ba việc nên làm ở trường mà mình có thể trình bày được như thế này đấy các bạn ạ. Đấy, cái ích lợi của ba việc nên làm ở trường chúng ta đấy là hỏi thầy cô bạn bè nè, rồi khi mà mình hỏi thầy cô bạn bè những cái điều mình chưa hiểu sẽ giúp mình hiểu bài hơn, giúp mình vui hơn, giúp mình tự tin hơn, và đương nhiên là khi mình hiểu bài rồi thì mình sẽ thích, mình ham học hơn đó. Rồi phát biểu, khi lên lớp mình phát biểu ấy thì sẽ giúp cho mình là biết đúng sai này, và khi mình phát biểu thì là sẽ giúp cho mình rèn cái sự tự tin, sự mạnh dạn nè đó. Rồi cái việc giảng bài cho bạn ấy, đây các bạn thấy không nè, giảng bài cho bạn nè, đó, đây là những hình ảnh mà cô thì cũng biết vẽ mấy các bạn ạ, nên là cô sẽ sử dụng cái hình ảnh trong cuốn Sketch Note á để cô sẽ minh họa cho những cái từ khóa của cô, rất là đơn giản các bạn nha. Đó, thì là khi giảng bài cho bạn ấy thì là chúng ta sẽ đọc mind map, chúng ta sẽ đọc theo cái chiều kim đồng hồ các bạn nha. Đó, thì phía bên trái chúng ta nè thì chúng ta sẽ đọc từ bên dưới nhánh chính ấy vòng qua xuống dưới theo chiều kim đồng hồ các bạn nha. Đó, thì khi giảng bài cho bạn sẽ giúp cho mình ôn bài nha, ôn bài thuộc bài ngay tại lớp, và thuộc bài ngay tại lớp rồi thì đương nhiên là ngày mai mình có thể trả bài và mình được 10 điểm là chắc rồi, phải không? Rồi, giảng bài cho bạn có nghĩa là rèn cho mình cái kỹ năng đào tạo, cái kỹ năng mà đào tạo này, giao việc này, sau này khi trưởng thành chúng ta đi làm, chúng ta có thể là chỉ việc cho người khác, mình có thể là những người lãnh đạo chỉ việc cho người khác nha. Rồi, và khi chỉ giảng bài cho bạn thì dĩ nhiên là được các bạn yêu mến rồi, mình giúp đỡ người ta mà thì người ta sẽ yêu mến mình, rồi thầy cô cũng yêu mến mình, rồi mọi người đều yêu mến mình, thì đó là cái những cái mà việc mà chúng ta cần làm khi ở trường các bạn nha, để chúng ta trở nên tự tin và học hiệu quả, học giỏi nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần nội dung tiếp theo trong quy trình học thông minh các bạn nha. Bốn việc nên làm. Thì tất nhiên là bước một đó là họ thư giãn rồi, nghỉ ngơi, nghe nhạc, ăn trái cây, ăn uống, ha, coi TV. Rồi sau đó bước hai đó là họ xem lại bài học trong ngày, có thể là họ xem lại. Có rất là nhiều người thầy thấy về nhà cái lo chuẩn bị bài cho ngày mai, tức là cái bước số 4 là không phải đâu. Chúng ta nhớ phải thư giãn rồi sau đó xem lại bài học trong ngày để chúng ta ôn lại hôm nay học cái gì. Nếu mà ở trên trường mình đã giảng bài cho bạn, mình đã hỏi thầy cô, mình có chuẩn bị bài trước đó nữa rồi, thì cái bước này rất là nhanh, nó mất chừng 5-10 phút. Rồi sau đó chúng ta làm tất cả những bài tập trong ngày hôm đó. Nhớ là ngày nào có bài tập là phải làm hết. Rồi tới bước thứ tư, mình mới chuẩn bị bài cho ngày mai. Thầy thấy có những người sau khi đi học về, và có thể cái bước này có làm, nhưng cái bước số 2 và bước số 3 là không có làm, mà tập trung luôn bước số 4. Có nghĩa là vừa đi học cái nghỉ ngơi tí, xong rồi cô chuẩn bị bài cho ngày mai, mà không có coi lại bài trong ngày, mà không có làm bài tập trong ngày, thì nó dẫn tới một hiện tượng đó là đến khi mà mình quay trở lại, mình xem lại bài và mình làm bài tập thì mình quên mất rồi, nên dẫn tới làm bài rất là khó khăn. Nghe hướng dẫn của thầy cho chính xác nha, đó là khi mình từ trường về nhà, từ trên nhà trường á, mình trở về nhà của mình, thì bước số 1 đó là mình phải thư giãn cho nó thoải mái, tắm rửa, nghỉ ngơi, coi TV, thư giãn, nghe nhạc gì đấy. Rồi sau đó mình mới có thể là ăn cơm và các kiểu xong xuôi, rồi mình sẽ xem lại toàn bộ bài học trong ngày hôm đó mình đã học cái gì. Sau đó mình làm hết bài tập của cái ngày hôm đó, rồi mình mới bắt đầu, mình mới chuẩn bị cho bài cho ngày mai. Tức là quay lại cái bước số 1, đó là chuẩn bị bài. Được không các bạn? Nếu mà học đúng cái quy trình này thì chắc chắn các bạn sẽ trở thành một người xuất chúng. Rồi đó, cô vừa mở cho các bạn xem cái video của thầy Nguyễn Phùng Phong hướng dẫn cho chúng ta bốn việc nên làm khi về nhà. Đó, vậy thì các bạn chúng ta có thường làm như thế không? Chả có đứa nào nhờ em giảng bài. Bạn nào đây chẳng có bạn đứa nào, không có đứa nào. Hoàng Hữu Quân, Hữu Quân ơi, bạn không nhờ nhưng mà mình có thể hỏi. Có thể các bạn ngại ấy, có thể các bạn mà khi mà các bạn không hiểu bài các bạn ngại ấy, các bạn sợ phiền hoặc các bạn
ngại, các bạn giấu dốt, cho nên là mình chủ động, mình có thể mình chủ động là bạn ơi chỗ này có hiểu không, à chỗ này bạn hiểu không nè, tôi chỉ cho bạn nè, thì chắc chắn là người ta sẽ chấp nhận. Nhưng mà có những người mà khi người ta không hiểu ấy, người ta rất là ngại luôn, người ta mắc cỡ, người ta xấu hổ, người ta có nghĩa là không dám nói với người khác rằng là mình chưa hiểu nha. Cho nên là các bạn có thể là nếu như mình có lòng tốt thì mình có thể là chủ động hỏi bạn nha, hỏi bạn xem bạn có hiểu chưa để mình hướng dẫn bạn nha. Đây. À. Rồi, vậy thì bốn việc nên làm ở nhà là gì đây? Các bạn có thực hiện giống như cái hướng dẫn của thầy không? Cô nghĩ là chắc có ha, là về nhà các bạn đầu tiên là nghỉ ngơi đúng không? Rồi, các bạn cho cô biết nào, đầu tiên là gì nào? Đánh vào phần ô chat giùm cô ơi. Nào, khi đi học về, đầu tiên làm gì? Đánh phần ô chat giùm cô ơi, các bạn thường làm gì nào? À, các bạn thường làm gì? Các bạn nào mà về đến nhà là chúng ta kiếm đồ ăn không? Kiếm đồ ăn chính là thư giãn đấy các bạn nha. Để mình nạp thêm năng lượng đấy, bởi vì một buổi đi học về mệt rồi ha. Thì chúng ta hãy tìm nước uống này, rồi là có thể là nạp thêm năng lượng này, ăn đồ ăn này, à có thể là ăn những đồ ăn để mà cung cấp thêm cái dinh dưỡng cho bộ não, cho cơ thể này ha. Ôi, bạn Đỗ Bảo Ngọc đi học về là học thêm ạ. Trời ơi, tội nghiệp không? Đi học về cái đi học thêm luôn. Đó, như vậy là cũng hơi bị mệt mỏi ha. Chúng ta nên có thời gian dành ra nghỉ ngơi một xíu, sau đó thì chúng ta đi học thêm. Còn nếu mà chúng ta học dài quá thì nó cũng không tốt ha. Đó, chúng ta học dài quá là các bạn biết không, cái bộ não ta nó căng thẳng, nó không tiếp thu được. Đó, đúng rồi, đầu tiên là nghỉ ngơi ha. Nghỉ ngơi thì cũng không cần nhiều đâu các bạn ạ. Chúng ta có thể nghỉ ngơi khoảng là 15, 20 phút, 30 phút nha. À, rồi, nghỉ ngơi sau đó làm việc Phạm Quỳnh Thi. À, rồi, rồi, vậy đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi nha các bạn nha. À, các bạn có thể là thư giãn này, uống nước này, ăn trái cây này, hoặc là ăn cơm nè, hoặc là các bạn có thể là tập thể dục, vận động nhẹ nha, hoặc tập thể dục. Có những bạn mà buổi chiều chúng ta có thời gian chúng ta tập thể dục ấy, bởi vì có những bạn mà các bạn ấy mạnh về hoạt động ấy, đó, thì các bạn rất thích tập thể dục đó. Những bạn nào mà chúng ta không mạnh chăng nữa thì chúng ta vẫn nên tập thể dục, bởi vì tập thể dục mới có sức khỏe. Mà có sức khỏe thì chúng ta mới có thể học tập tốt được các bạn nha. Đó. À, đi học thêm Thùy Hương. À đúng rồi, đi học thêm phải ba mẹ lo cho chúng ta ấy. Nhưng mà thực ra thì nếu mà bắt chúng ta đi học thêm ngay ấy, thì là nó học ngay ở trên trường về học thêm ngay ấy, thì nó cũng là một cái việc không khoa học các bạn nha. Nó là việc không khoa học. Đó. À, chúng ta nên nghỉ ngơi. Sau đó thì chúng ta bây giờ thì cô cũng rất là thông cảm cho các bạn là ba mẹ lo cho chúng ta quá nên là cứ ép chúng ta đi học. Thực ra các bạn biết không, chúng ta có phương pháp học tập rồi ấy, thì chúng ta sẽ có cách học. Mà chúng ta có cách học rồi thì chúng ta học tốt rồi thì chắc chắn là ba mẹ sẽ không bắt chúng ta đi học thêm nhiều các bạn nha. À đó, cho nên là các bạn chúng ta nên rèn luyện phương pháp học tập. Và đây là một cái phương pháp trong siêu trí nhớ học đường ấy, thì cái phương pháp học tập ấy nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà đòi hỏi các bạn chúng ta phải kiên trì và chúng ta phải rèn luyện mới được nha. Cô hỏi các bạn này, để mà các bạn biết đi xe đạp thì các bạn phải mất thời gian bao lâu? Bây giờ cô nghĩ là cái lớp của chúng ta là lớp từ lớp 6 lớp 12 là các bạn chúng ta chắc biết đi xe đạp hết rồi đúng không? Đó. Thì để đi xe đạp, để biết đi xe đạp chúng ta mất thời gian bao lâu? Nào, các bạn chúng ta thường tập đi xe đạp mất thời gian bao lâu? Các bạn có thể đánh vào ô chat cho cô coi. Là các bạn tập 1 tuần hay 2 tuần, 3 tuần hay 1 tháng, 2 tháng, 10 ngày, 1 năm. Đó, thấy chưa? Huỳnh Anh Tuấn 1 năm. Có bạn một tuần, có bạn ba ngày, có bạn rất nhanh đúng không? Có bạn một năm. Đó. Một ngày biết đi luôn. Lan Hương, giỏi thế. Một ngày là biết đi luôn. Đây. Đó. Thì cô ví dụ như cái việc đi xe đạp, tập xe đạp thôi. Đó. Thì chúng ta phải có thời gian để chúng ta luyện tập, có bạn nhanh, có bạn chậm đúng không? Rồi. Bây giờ cô hỏi thêm các bạn một lần nữa nè. À, một cái việc khác nè. À, cô ví dụ nha. À, cô hỏi các bạn là để cho các bạn biết được tiếng Việt, biết được nghe nói đọc viết ấy, từ một cái bạn không biết chữ mà để các bạn biết chữ thì theo các bạn là chúng bạn mất thời gian bao lâu để mình biết chữ? Từ một cái người không hề chưa biết chữ, giống như cái, nhớ lại cái thủa mình đang còn mầm non á, là mình chưa biết chữ, và để cho mình biết nghe nói đọc viết được thì mình cần thời gian bao lâu để mình có thể biết chữ? Các bạn là gì mà tới 4 năm như vậy? Học vị lưu ban 4 năm à? Đây, năm lớp 1
năm lớp 2, 1 năm, 3 năm, Hoàng Hữu Quân, 3 năm. Hoàng Hữu Quân sao học tiếng Việt lâu thế? Thế 3 năm mới nghe nói được viết được hả Hữu Quân? Chắc đánh nhầm thế nào ấy nhở? Rồi, như vậy thì cái việc mà các bạn biết chữ ấy thì nó cũng tùy vào cái khả năng của mỗi người nha. Có người nhanh, người chậm. Có những bạn thì là chúng ta học thì trong vài tháng thôi là chúng ta đã biết chữ rồi. Nhưng có bạn thì phải là 1 năm. Đó. Nhưng mà các bạn thấy không? Bộ giáo dục chúng ta ra thời gian chúng ta 1 năm đấy, 1 năm lớp 1 đấy thì chúng ta mới học biết chữ đấy. Cho nên là chúng ta muốn có một kết quả gì đó thì chúng ta phải có thời gian luyện tập nhá các bạn nhá. Muốn biết đi xe đạp thì chúng ta phải bỏ thời gian ra luyện tập. Bạn luyện tập nhanh, bạn luyện tập chậm nhá. Nhưng mà ai cũng phải bỏ thời gian ra luyện tập hết. Thế thì việc mà rèn luyện phương pháp cũng vậy các bạn nhá. Chúng ta phải chăm chỉ, phải kiên trì, phải chịu khó thì chúng ta mới có phương pháp hay được. Chứ còn các bạn mà học mới có 1 buổi, 2 buổi rồi thêm 3, 4, 5 buổi cái là chán rồi. Thì làm sao mà mình có cái kết quả cái kết quả tốt đẹp được, đúng không? Đó, các bạn ạ, nhá. Cái thành công không dành cho người lười biếng. Cái người mà chúng ta phải chăm chỉ thì nó luôn luôn có thành công. Chúng ta phải hoạt động nhiều hơn, học tập nhiều hơn người khác thì chúng ta mới có thể là có được cái kết quả tốt được. Cho nên cái việc mà rèn luyện phương pháp cũng vậy nhá. Cô mong rằng các bạn chúng ta hãy kiên trì nha, kiên trì học tập, kiên trì rèn luyện. Chỉ có vất vả một thời gian đầu thôi nha, một thời gian đầu thôi. Nếu như các bạn chúng ta chịu khó thì khoảng 1-2 tháng các bạn nha. Cô nghĩ là 2 tháng bởi vì là mỗi một tuần mình học 2 buổi thôi. Cho nên là 2 tháng chứ mới có mười mấy buổi à. Gọi là 2 tháng nhưng mười mấy buổi. Nếu các bạn chúng ta chịu học nha, theo nha, thì cô đảm bảo các bạn cuối khóa là các bạn đã có phương pháp học tập hay rồi. Các bạn ứng dụng vào việc học tập của mình. Không những ứng dụng vào học tập mà các bạn còn ứng dụng vào trong đời sống sau này. Các bạn đi làm nha, các bạn ứng dụng vào chắc chắn là nó sẽ phải tuyệt vời hơn những người không có phương pháp các bạn nha. Và cái phương pháp này là một cái phương pháp rất là tuyệt vời, phương pháp mà nó đã ứng dụng rất là hay cho những cái siêu trí nhớ, siêu trí tuệ mà người ta trở thành những cái người mà siêu đẳng như thế các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta vừa có một chút cái thời gian để chúng ta giống như là giao lưu một xíu về cái việc mà chúng ta muốn có một cái kết quả gì đó thì chúng ta phải có thời gian các bạn nha. Giống như bây giờ chúng ta muốn có một cái quả mít để ăn ấy, thì chúng ta phải có thời gian trồng cây, gieo hạt và trồng cây, chờ đợi khoảng 3 năm đến 4 năm chúng ta mới có trái để ăn. Thì việc chúng ta rèn phương pháp cũng vậy nha. Chúng ta phải có thời gian, các bạn kiên trì nha. Rồi. Chúng ta quay trở lại với lại 4 việc cần làm khi về nhà nha. Rồi, 4 việc cần làm khi về nhà. Cô mời các bạn cùng cô xem cái slide của cô nha. Slide 4 việc cần làm khi ở nhà. Cô không có làm slide riêng mà cô gộp chung vào cái quy trình học thông minh. Đấy, các bạn thấy không? Đây, mời các bạn quan sát. Đây, các bạn ơi. Đấy thì các bạn biết không, nếu như chúng ta học một cái chủ đề nhỏ thì chúng ta sẽ có một cái mind map cho cái chủ đề nhỏ đó nha. Nếu chúng ta học một cái chủ đề lớn thì chúng ta có thể gộp những cái chủ đề nhỏ đấy thành một cái mind map đó. Thì các bạn thấy không, quy trình học thông minh nó gồm 3 nội dung chính. Thì cô đã có một cái mind map cho cái 6 việc chuẩn bị bài ở nhà này, một mind map cho 3 việc cần làm khi ở trường này. Cái mind map mà 4 việc nên làm ở nhà thì cô không có làm, cô gộp luôn vào tạo thành một cái mind map chung của quy trình học thông minh. Đó. Và bây giờ thì mỗi một cái nội dung đó thì cô lại cho nó thành một cái nhánh chính các bạn nha. Và cái chủ đề lớn của chúng ta là quy trình học thông minh. Đó. Nó ở đây thì cái việc nên làm ở nhà đây là cái nhánh thứ 3 này các bạn nha. Phía bên trái của màn hình chúng mình ấy. Đấy. Thì đầu tiên là gì đây? Là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là chúng ta làm gì? Bây giờ bạn nào có thể nhìn vào cái mind map này, nhắc lại cho cô 4 việc cần làm khi ở nhà không? Nào, nào nhìn vào cái nhánh thứ 3 này nha. Cô thấy là Huỳnh Anh Tuấn giơ tay này, rồi là Hoàng Quân, Hữu Quân giơ tay nè. Hữu Quân nhìn vào đây có thể chia sẻ được không? Bạn An Nguyễn giơ tay nè. Còn ai không nhỉ? Hết rồi. Có 3 bạn giơ tay. Rồi. Nào tự tin lên các bạn, mình cứ nói theo ý của mình thôi nha.
Rồi Thùy Hương giơ tay nè. Rồi cô mời Hữu Quân nha. Cô mời Hữu Quân. Hãy tập, mình hãy tập quan sát mind map để mình trình bày nha. Đây là một cái cách rất là tuyệt vời. Rồi. Cô mời Hữu Quân. Quy trình học thông minh. Quân ơi, con chỉ nói cho cô về bốn việc nên làm ở nhà thôi, bốn việc cần làm khi ở nhà thôi đây nè. Đó, cái nhánh thứ ba đây này, nhánh bên trái ấy nha. Nào. Vâng. Ừ. Rồi. Những việc nên làm ở nhà. Đầu tiên. Nghỉ ngơi. Ừ. Rồi nghỉ ngơi là, thì nghỉ ngơi là ăn uống. Ừ. Rồi, gì đây nữa nhỉ? Nghe nhạc. Ừ, rồi, gì nữa? Hoặc là thể dục. Ừ, đúng rồi. Có thể là xem tivi, đúng không? Dạ. À, xem hoạt hình. Đó, rồi. Thứ hai là làm gì đây? Xem lại bài ạ. Đúng rồi, xem lại cái bài của ngày hôm đó đấy. Có nghĩa là ngày hôm đó mình học rồi, mình về, mình xem lại. Bởi vì là cái việc mà mình học ngày hôm đó về, mình xem lại ngay lập tức. Có nghĩa là mình đang ôn lại bài, lặp lại bài. Nó giúp cho chúng ta nhớ bài lâu hơn nha. Rồi tiếp theo, gì đây? Làm bài về nhà. Đúng rồi, làm bài tập. Có nghĩa là ngày hôm đó nếu thầy cô giao bài tập thì mình làm ngay nha, làm ngay cái bài tập đó ha. Rồi bước thứ tư là gì đây? Chuẩn bị bài khi đến lớp ạ. Đúng rồi, chuẩn bị bài cho ngày mai. Thì mình lại soạn thành có biểu này, xem ngày mai mình học những cái bài gì mình chuẩn bị. Và cái bước chuẩn bị đó thì nó quay trở về cái phần chuẩn bị 6 cái bước chuẩn bị bài ấy các bạn nha. Đó, thì cái việc chuẩn bị này nó sẽ là cái bước mà 6 bước chuẩn bị bài. Đó, thế là các bạn thấy không, khi mình nhìn vào cái sơ đồ này thì mình dễ dàng có thể trình bày được cái quy trình học thông minh nha. Và đây là một cái quy trình học của những cái học sinh xuất chúng, những học trò tiêu biểu, những cái học trò mà nó đã rất là thành công, mà thầy Nguyễn Hồng Phong đã sử dụng cái quy trình này để mà đào tạo các bạn ý đấy. Các bạn biết không, thầy Nguyễn Hồng Phong nha, thầy ấy trước kia ấy, thầy ấy là một thầy giáo này, là một cái kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới này, thầy là người đào tạo ra cái rất là nhiều siêu trí nhớ, siêu trí tuệ Việt Nam nè. Đó, ngày thầy các cái lớp đào tạo của thầy thì nó rất là, ngày xưa ấy, thì thầy đã tổ chức các cái lớp đào tạo và chỉ có đào tạo cho các bạn trở thành những siêu trí nhớ, siêu trí tuệ thôi. Tuy nhiên thì thầy muốn đưa cái phương pháp này cho tất cả các bạn học sinh đều biết, đều có thể ứng dụng vào để mà học tập ấy. Cho nên thầy đã tạo ra cái khóa học siêu trí nhớ học đường này để mà lan tỏa cái phương pháp nha. Lan tỏa phương pháp, muốn chia sẻ cho tất cả học sinh Việt Nam, không những học sinh Việt Nam mà sau này thầy đang muốn là có thể chia sẻ cho học sinh thế giới luôn, để mà rèn luyện cái phương pháp học tập tuyệt vời này các bạn ạ. Nha, cho nên mình là những người rất là may mắn, rất là những người rất là phải biết ơn thầy Phong là cái người mà đã cho chúng ta những phương pháp tuyệt vời các bạn nha. Rồi, đó thì đây quy trình học thông minh nha. Bây giờ thì một bạn hãy quan sát vào cái sơ đồ này. Ai có thể trình bày lại cái quy trình học thông minh của chúng ta dựa vào sơ đồ này một lần nữa cho cô nào? Nào, bạn nào giỏi nào, bạn nào tự tin nào? Cô thấy có nhiều bạn giơ tay rồi đấy, tuyệt vời quá. Rồi, vậy thì đây là cái quy trình học thông minh mà nó không khó đâu nha. Các bạn chúng ta hãy ứng dụng vào để thực hiện trong cái việc học tập của mình sắp tới nha. Rồi cô mời bạn làm, bốn bạn giơ tay. Giang Nguyễn, cô mời Giang Nguyễn đi. Đã thấy Giang Nguyễn rồi, cô mời Giang Nguyễn nha. Giang Nguyễn mở mic. Giang Nguyễn mở mic và hãy trình bày lại cái quy trình học thông minh này dùng cô, giúp cho các bạn ôn lại một xíu nha. Dạ. Rồi. Cô thứ nhất đó chính là chuẩn bị đọc tên bài một lớn đến nhỏ. Một lớn đó chính là một hai lớn, rồi một nhỏ là một hai ba hoặc là AB. Rồi mình trả lời những câu hỏi. Sau đó là mình tìm nội dung của câu hỏi hỏi. Và tiếp theo đó chính là mình trả lời bằng cách bút màu và dạ quang để đánh dấu những cái phần trả lời của từng câu hỏi cô. Rồi mình có thể vẽ sơ đồ tư duy để tổng kết cái bài học đó.
Và điều cần làm ở trường đó chính là hỏi khi mình không biết và phát biểu, giơ tay phát biểu ý kiến của mình, giảng bài cho bạn để mình nắm được nội dung của bài và giúp đỡ được bạn. Và bốn việc nên làm ở nhà đó chính là nghỉ ngơi, ăn uống, rồi sau thư giãn bằng cách nghe nhạc, tập thể dục, xem lại bài, sau đó làm các bài tập và chuẩn bị bài mới. Em Rồi. cũng có sơ đồ tư duy cái quy trình học của em luôn này cô. À, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, thế là Giang Nguyễn đã vẽ được cái quy trình học thông minh nha. Rồi, cô mong là Giang Nguyễn sẽ chụp lại cái quy trình học thông minh của mình, sau đó thì gửi lên nhóm, lên group của mình để chia sẻ cho các bạn nha, Giang Nguyễn nha. À, Giang Nguyễn có đồng ý không? Đâu rồi, Giang Nguyễn đâu rồi?